Thưa quý vị, chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2022 do thành phố Đà Nẵng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tổ chức. Tại sự kiện này, Đà Nẵng đã công bố 7 dự án động lực trọng điểm kêu gọi đầu tư. Báo cáo của Đà Nẵng cho thấy, trong bối cảnh đầy khó khăn về sức ép lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng, nền kinh tế thành phố Đà Nẵng vẫn có sự phục hồi từng bước, thoát khỏi mức tăng trưởng âm năm 2020 với quy mô mở rộng tăng thêm gần 1.826 tỷ đồng trong năm 2021, dẫn đầu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, chiếm gần 23% tổng GRDP toàn khu vực. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới tăng 16,3% với 49 lượt nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị góp vốn cao gấp 2,24 lần so với năm 2020. Đối với thu hút đầu tư trong nước, thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án, với tổng vốn đầu tư là 7.748 tỷ đồng, tăng 35% về số dự án. Đà Nẵng tiếp tục nằm trong top các tỉnh thành phố dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, đứng thứ nhất cả nước về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, đứng thứ ba cả nước về chỉ số cải cách hành chính. Hiện thành phố Đà Nẵng tập trung kêu gọi đầu tư dự án cảng Liên Triều. Cảng biển Liên Triểu là một trong ba cảng biển nước sâu của Việt Nam, được quy hoạch là cảng biển đặc biệt với quy mô tiếp nhận tàu tổng hợp hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn. Tàu container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 teo. Dự án gồm hai hợp phần. Hợp phần A với kinh phí đầu tư trên 3.400 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương và thành phố, dự kiến khởi công tháng 9 năm 2022. Hợp phần B giai đoạn khởi động với tổng diện tích 44 ha, quy mô 2 cầu cảng 750 m, được kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, dự án khu phức hợp trung tâm tài chính thương mại vui chơi giải trí casino và trung cư cao cấp. Hiện nay Đà Nẵng đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực. Dự án không gian sáng tạo Đà Nẵng, khu đất phát triển dự án nằm trong khu dân cư thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ với tổng diện tích 17,26 ha, khu đất đã được giải phóng mặt bằng và dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất vào cuối năm 2022. Dự án trung tâm thương mại quốc tế với định hướng đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm thương mại lớn của cả nước với hạ tầng thương mại và hệ thống phân phối hiện đại và đồng bộ là trung tâm phát luồng hàng hóa của khu vực và cả nước. Thành phố tập trung kêu gọi đầu tư dự án trung tâm thương mại quốc tế tại ba vị trí. Dự án bệnh viện quốc tế dự án viện dưỡng lão và dự án trường liên cấp quốc tế. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng diễn đàn lần này sẽ thúc đẩy công tác thu hút đầu tư, tạo ra bước chuyển trong hiện thực hóa những dự án động lực, trọng điểm ấp ủ trong suốt thời gian qua của thành phố. Thủ tướng Phạm Minh Chính tâm đắc với nhiều ý kiến tham luận phát biểu thể hiện sự hiểu biết sâu sắc vùng đất và con người Đà Nẵng, sự chăn trở, tình yêu và tấm lòng với Đà Nẵng, với mong muốn Đà Nẵng phát triển và nâng tầm vị thế để phát huy hơn nữa vai trò của một trung tâm, động lực của khu vực thúc đẩy hợp tác với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, với cả nước và quốc tế để cùng nhau phát triển. Vì vậy, thu hút đầu tư vào Đà Nẵng là không chỉ thu hút đầu tư cho riêng Đà Nẵng. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đều nhận thức rõ tầm quan trọng của thu hút đầu tư, đặc biệt từ nguồn vốn ngoài nhà nước, FDI cho phát triển đất nước, cũng như vai trò và vị trí quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chính phủ Việt Nam cam kết, quyết tâm tạo môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng tốt hơn, thuận lợi hơn, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư với phương trầm xây dựng chính phủ liêm chính hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp thủ tướng đề nghị đảng bộ chính quyền quân và dân đà nẵng cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương và các địa phương quyết tâm cao hơn nỗ lực lớn hơn thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp với kế hoạch chương trình hành động cụ thể không bị lỡ nhịp đón đầu các làn sóng đầu tư tạo bứt phá động lực mới cho phục hồi nhanh phát triển bền vững kinh tế xã hội đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp nhà đầu tư